Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình thì nhiệt độ đã giảm mạnh. Lúc 13 giờ thì nhiều nơi đã giảm từ 5 đến 9 độ so với ngày hôm qua, xuống còn ở mức là từ 20 đến 25 độ. Đêm nay thì khu vực này quý vị sẽ cảm thấy lạnh hơn khi mà nhiệt độ tiếp tục giảm chỉ còn là từ 20 cho đến 23 độ và trời có mưa bất chợt. Sang ngày mai thì sẽ có thành phố Thanh Hóa và Vinh là trời lạnh cả ngày với mức nhiệt là 22 cho đến 24 độ. Còn Hà Tĩnh, Đồng Hới hay Huế trời mát 25 đến 30 độ. Nam miền Trung thì ít chịu tác động của không khí lạnh, thế nên là ngày mai từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 30 cho đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo ngày mai trời vẫn nắng mạnh, buổi trưa và chiều trời nóng khi mà nhiệt độ tăng lên, hầu hết là trên mức 32 độ. Nhiều nơi xảy ra nắng nóng như là thành phố Kon Tum của khu vực Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thủ Dầu Một hay Biên Hòa của khu vực Nam Bộ. Với Bắc Bộ thì ngày mai trời tiếp tục nhiều mây và có mưa nhỏ lất phất, vì thế cái lạnh vẫn sẽ duy trì. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác sẽ không vượt quá mức nhiệt 23 độ. Chỉ ít nơi ở phía Tây mới có mức nhiệt nhỉnh hơn như là thành phố Lào Cai hay Điện Biên Phủ 25 đến 27 độ. Trên biển thì thời tiết đang ổn định. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 3, cấp 4, biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.